What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Rất lâu rồi thì mình chưa có thời gian để quay video cho anh em xem. Do cái diễn biến dịch ở khu vực chỗ mình rất là phức tạp, cho nên là mình đang phải tạm ngưng một thời gian. Tuy nhiên thì bây giờ đã ổn định, mình sẽ cố gắng ra cái video nhiều nhất có thể cho anh em xem. Hôm nay mình sẽ cùng đi với anh em khám phá một em kit cất tầm bàn phím cơ. Một em kit rất là ngon và cũng mới về với shop của mình thôi. Đây mình sẽ cùng mở cho anh em xem nhé. Ở ngoài thì chúng ta nhìn thấy là nó không có cái gì đặc biệt cả, in bì cắt tông thôi. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái túi ni lông đựng cái bộ kit. Ở phía trên này thì ta sẽ nhìn thấy đó là cái hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên thì cái hướng dẫn này thì nó sẽ in toàn bộ bằng tiếng Trung Quốc. Ok, ta khui hộp này. Rồi ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy là cái bộ kit này còn được tặng thêm một cái tấm cover để chắn bụi nữa, rất là xịn sò. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có một cái tấm này là tấm foam để lót cái phía đáy, và một cái tấm nữa đó là tấm foam để lót phần PCB. Ok, đây là nhân vật chính. Đó, một cái kit rất là ngon lành. Để xem thử còn gì ở trong hộp không nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cái dây cáp tai C rất là dài và cũng rất là xịn sò luôn, màu rất là đẹp đây. Đó, và nó sẽ có được bọc dù luôn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ còn được tặng thêm một cái switch, nhổ switch nữa. Cái nhổ switch này khá là tiện, và một cái keybuller, cái nhổ key cap. Rồi hết rồi, sẽ không còn gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái em kit này nhé. Này, ok, let's go. Như các bạn thấy thì trước mặt chúng ta đây là kit F98 Blood, một trong những con kit mà mình thấy khá là ngon ở trong cái tầm giá. Thì về cái cảm quan ban đầu khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái em layout 98. Và với layout 98 thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là gọn gàng, và chúng ta sẽ vẫn có cụm around, tức là những cái cụm mũi tên ở đây. Về phía numpad thì sẽ được đẩy vào và chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái phím mà như là pay up, pay down hay là insert home gì đó. Nó sẽ bỏ ở trên cụm này, nó sẽ bỏ đi. Và nó sẽ có thêm 4 nút ở phía trên này nữa, thì nó sẽ là layout 98. Với cái layout này thì nó sẽ gọn hơn layout full size, và nó sẽ rất là tiện cho những người nào mà hay sử dụng mũi tên cũng như là phím số nhưng cần có một cái bàn phím nó nhỏ gọn hơn, thì đây là một layout đã khá là ngon. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái cây của nó sẽ là màu đen, nhưng mà không phải màu đen bình thường mà là màu đen smoke, tức là nó sẽ hơi trong mờ, kiểu có thể nhìn xuyên qua được đó. Cái kiểu như thế này thì khá là hot trend dạo gần đây, rất là nhiều cây cũng như là bàn phím làm cái kiểu thể loại như thế này. Ok, về cái độ chắc chắn của nó thì nó rất là cứng cáp các bạn ạ. Mặc dù chưa bui nhưng mà khi mình cầm cái kit này lên thì nó rất là nặng. Tiếp theo thì như các bạn đã thấy là cái con này sẽ là kit hot swap. Đó, 5 chân, cực kỳ ngon nhé. Với số hot swap 5 chân thì các bạn có thể cắm bất kỳ cái dòng switch nào, cái switch 3 chân hay 5 chân đều được. Về cái chân strap của em này thì strap của nó là strap của hãng luôn, và nó đã được lúp sẵn rồi nha các bạn. Đó, lúp sẵn và có cảm giác rất là chắc chắn, bám vô cây cực kỳ chắc luôn, không hề có hiện tượng rung lắc. Và nó được lúp sẵn cho nên nó chắc chắn nó sẽ mượt hơn là cái những cái strap thông thường rồi. Rồi lật qua mặt sau một xíu, đây, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bộ lòng lộ ra phía dưới, do cái này là cây trong mà. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy bộ lòng ở đây. Đó, có hai cái cục pin khá to. Hai cục pin này thì mỗi cục là 4000 mAh, vậy là tổng cộng chúng ta sẽ có 8000 cho cái em kit này. Quả thật là một dung lượng pin rất là khủng khiếp. Ở đây chúng ta sẽ có một hai cái cần gạt, đó là on và off. Cái cần gạt này sẽ có tác dụng đó là bật phím lên, và khi sử dụng thì chúng ta phải on nhé. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có cần gạt có 3 cái nấc, nấc ở giữa là dùng Bluetooth, và một nấc là 2.4, và một nấc nữa là Type-C. Vậy là em này sẽ có 3 móc kết nối, đó là vừa có dây, vừa không dây wireless, và cũng như là không dây Bluetooth. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy là em này thiết kế chân kickstand 2 lớp, tức là nó có thể nâng hạ 2 lần độ cao. Đó, rất phù hợp với nhiều người. Đó, người thích cao, người thích thấp thì ok hết.
ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tấm cao su. Đó. Ngoài ra thì em này nó sẽ có một cái khay để đựng cái cục 2.4G ở đây. Đó. Rất là tiện lợi luôn, mình rất thích cái kiểu có như thế này thì nó sẽ đỡ bị lạc trôi mất cái cục này và mang đi nó cũng sẽ tiện hơn. Chúng ta còn thấy một số cái chi tiết nữa, đó là ví dụ như là cái dây của nó sẽ có đường đi dây như thế này. Đó, ba đường thì nó cũng sẽ rất là tiện. Chúng ta sẽ thử tháo ra và xem cái bộ lòng phía bên trong nó như thế nào nhé. Muốn tháo cái cây này ra thì anh em lưu ý là đằng sau của nó sẽ có một cái ốc vít ở đây. Ta phải mở cái ốc này đầu tiên. Rồi sau khi mở cái ốc này ra thì chúng ta sẽ dùng tay nạy từng cái lẫy lên. Đá này nó dùng khung của trên của nó cũng sẽ là bằng lẫy, cho nên giống như là những cái con EK387N trước mình cũng đã từng mở, thì chúng ta dùng móng tay chúng ta nạy lên dần dần và nó cũng khá là dễ thôi. Ok, như vậy là chúng ta có thể mở được cái khung phía trên lên rồi. Đây là cái khung phía trên, và cái khung này nó sẽ được gắn vào trong cái mặt ở phía dưới này, những cái ngàm. Thì các bạn chỉ cần mở hết cái ngàm đó ra thì chúng ta có thể mở được cái khung này. Tiếp theo thì chúng ta nhìn thấy đây là cái tấm play. Play của nó sẽ được làm bằng thép nhé. Đó. Khá là chắc chắn và cứng. Đó, rất là dày. Chúng ta lật nhẹ nhàng lên thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái đường dây pin. Chúng ta sẽ tháo hai cái đường dây pin ra trước. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đường dây kết nối chính của bàn phím với lại mặt. Đấy. Thì ở phía dưới này chúng ta nhìn thấy rõ ràng đây có hai cục pin rất là to, và cái tấm này sẽ là cái tấm cách nhiệt để cho nó đỡ nóng. Phần phía dưới này nó sẽ được làm trong suốt khá là hay. Cái mặt này sẽ là mặt tai xi riêng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua cái mặt của em này. Đây là mặt hot swap 5 chân. Đó, và cái hot swap của nó sẽ là hot swap khá là xịn. Mặt đường đi rất là rõ ràng. Rất là đẹp, màu tím luôn các bạn ạ. Và nếu mà các bạn muốn mở cái mặt này ra thì chúng ta lại phải mở những cái con ốc ngay vị trí này đây. Đó, có những cái con ốc này, tất cả là 6 con, mình phải mở hết ra thì mới có thể lấy cái mặt ra được. Ok, chúng ta mở hết 6 cái ốc ra rồi, chúng ta nhấc cái mặt ra. Đó, cái mặt của nó đây, đây là phía mặt trước, khá là ngon. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ là cái chân hot swap của nó là cái chân hot swap 5 chân. Và nó sẽ là cái chuẩn này thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái chân nó cấp, giúp cho cái switch nó cắm vào chắc chắn hơn và cũng như là chuẩn xác đường thẳng hơn. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy cái play. Play của nó bằng thép và khá là dày, vừa dày mà vắt rất là cứng nữa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ cái độ dày của cái play. Cái chân stab của nó đã được lúp sẵn đây, các bạn có thể nhìn thấy rõ cái lúp mở lúp của nó, và nó rất là cứng, không hề lung lắc gì so với lại các cái dòng stab khác. Ngoài ra mình để ý thấy một cái chi tiết nữa, đó là cái chân stab của con này thì nó đã được móc sẵn rồi các bạn ạ. Đây, nếu như mà các bạn muốn móc thì các bạn chỉ cần đệm thêm một cái miếng dán ở phía dưới chân nữa thôi, để cho nó đỡ đập vào cái PCB thôi, chứ còn được ra thì cái chân nó đã cắt phẳng hết rồi, rất là tuyệt vời. Rồi sau khi gỡ ra thì việc đầu tiên mà chúng ta làm là chúng ta phải đặt cái miếng lock foam PCB vào. Ở trong kit thì nó đã sẽ tặng cho chúng ta sẵn một cái bộ như thế này rồi, chúng ta chỉ việc lót vào thôi, và nó sẽ được làm vừa khít đấy đến từng cái lỗ chân luôn của cái mặt này. Cho nên các bạn chỉ cần đắp vào là được, không cần phải cắt gì hết. Không cần phải làm gì. Chúng ta sẽ căn chỉnh một số cái chỗ mà nó ở gần rìa thì nó sẽ hơi bị cong vênh một chút. Rồi sau đó chúng ta sẽ đắp mặt lại. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ốc vít lại vào.
Ok, như vậy là chúng ta đã lắp xong cái mút tiêu âm vào giữa PCB và cái play. Đây, như các bạn thấy đây thì cái mút nó ở giữa đây. Và nó sẽ giúp triệt tiêu âm thanh thừa, sẽ làm cho cái âm thanh của mình ra nó đầm hơn cũng như là chính xác hơn. Tiếp theo thì các bạn phải lắp thêm một cái nữa, đó là cái lớp tiêu âm ở phía dưới mặt PCB, lớp tiêu âm đáy á. Thì cái này các bạn lưu ý là chúng ta vẫn phải cắt một chút vì nó chưa có hoàn toàn chính xác ở các lỗ. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có cái dây cắm pin, nhưng mà nó mới có đục có một bên à, chúng ta phải đục bên tiếp theo nữa để nó có hai lỗ dây cắm pin lận. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn cũng cố gắng căn chỉnh làm sao cho nó khít, vì khi nó khít rồi thì nó sẽ tự động bám vào phía trên mặt luôn. Các cái lỗ này nó được cắt khít chính xác với từng cái chân hot swap một. Ok, như vậy là ở phía bên góc này thì chúng ta sẽ có một cái chân pin nữa, mà cái tấm foam này nó chưa có đục sẵn, chúng ta sẽ dùng kéo cắt cái phần này ra. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Đó, chúng ta sẽ để lỗ cái chân để cắm cái dây pin nào, thế là được. Khá là đơn giản. Ok, chỉ cần cắt một cái đoạn này thôi nha các bạn. Còn hầu như là nó đều có chính xác hết rồi. Chúng ta sẽ cố gắng căn chỉnh làm sao cho cái tấm mút này nó khít với lại cái bảng mặt. Ok, như các bạn đã thấy đấy, thì cái tấm mút này nó đã rất là khít với lại cái bảng mặt rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn cái mặt này vào trong cái vỏ cây nhé. Sẽ gắn đường pin trước. Rồi, sau khi gắn hai cái pin rồi chúng ta lắp vô. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn chắc nịch hơn nữa, chắc nạc hơn nữa thì chúng ta có thể lót thêm foam vào những cái khoảng trống như thế này. Tuy nhiên thì với mình cái đó cũng không cần thiết lắm. Tại vì khi chúng ta đã lót foam đáy rồi thì nó sẽ khá là ngon và nó cũng triệt tiêu gần như là 90%. Sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ gắn cái cover phía trên vào. Vì cái này nó dùng lẫy cho nên các bạn chỉ cần bóp nó vào tất cả các góc là nó sẽ ăn khớp thôi. Từ đầu các bạn sẽ nghe thấy tiếng lắc tắc khi khớp nó vào đấy. Đó, các bạn sẽ kiểm tra check một lần nữa cho kỹ. Và tất nhiên là khi trước khi chúng ta lắp switch cũng như lắp keycap thì chúng ta nên check một lại là một lần nữa. Và chúng ta sẽ mở lên, mở bàn phím lên. Đó, kiểm tra một lần nữa xem thử phím có chạy bình thường không. Ok, rất là ngon nghẽ luôn. Rồi, start đi. À, như vậy là chúng ta đã lắp toàn bộ cái kit nó hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết tôm cái bàn phím này. Chúng ta sẽ lắp thêm switch cũng như là thêm keycap để xem thử coi cái độ hoàn thiện của nó có ok hay không. Và em này thì đang sử dụng đó là LED RGB 16,8 triệu màu. Có cả phần mềm hỗ trợ cho chúng ta key map cũng như là chỉnh LED. Có cả hỗ trợ LED nhảy theo nhạc luôn nha các bạn. Rất là đã mắt. Tuy nhiên thì với cái phần mềm này nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta sử dụng cắm dây thôi, chứ không có sử dụng không dây. Và khi key map thì chúng ta có thể nạp vào trong bàn phím và sẽ không cần phải cắm dây để sử dụng key map nữa, mà chỉ cần nạp một lần thôi. Còn đèn LED thì nhất là nhảy theo nhạc thì chúng ta phải sử dụng cổng USB, tức là phải cắm dây thì mới có thể sử dụng cái chế độ đó được. Ok, bây giờ mình sẽ thử lắp switch cũng như là lắp keycap nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đó là switch Gatron Yellow. Switch này cũng khá là rẻ, cũng là một dạng linear và nó chưa được lúc nha các bạn. Về stock giá khoảng tầm 5k thì nó là một trong những cái con switch rất là đáng tiền và cực kỳ mượt luôn. Nếu mà các bạn muốn lúc thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Con này thì sử dụng đó là 5 chân, đó, 5 pin, và cái đáy của nó sẽ là
milky, tức là nó sẽ hơi, đáy của nó cũng sẽ hơi đục và phía phần trên nó cũng sẽ đục luôn, cho nên led nó tỏa ra rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ gắt nó vô đây. Đó, rất là ngon. Các bạn lưu ý là khi mình lắp á, thì hãy nhớ trước khi lắp nhé, trước khi lắp switch thì các bạn nên kiểm tra xem được hai cái chân đồng này, nó đã thẳng chưa, thẳng tưng như thế này chưa. Nếu mà nó đã thẳng rồi thì mình lắp vào nó sẽ không có bị cấn và sẽ không có bị cong chân. Và tất nhiên khi lắp thì chúng ta phải cố gắng giữ làm sao 90 độ và ấn vào thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Như vậy là chúng ta đã lắp hoàn toàn switch lên chiếc kit này rồi. Chúng ta sẽ gồm có 98 switch nhé, tương đương với cái layout của nó. Và trước khi lắp keycap thì chúng ta nên test lại một lần nữa xem thử nó có bị lỗi ở cái switch nào không. Có thể là trong cái trường hợp mình cắm mà cái chân nó bị cong hoặc là bị gãy cái hot swap thì nó sẽ không nhận. Ok, bây giờ mình sẽ lựa một cái bộ keycap thật là dễ thương để lắp vô trong cái bàn phím này nhé. Cái bộ kit này thì mình sẽ sử dụng cái bộ keycap, đó là keycap XDA và nó sẽ là keycap Panda nha các bạn. Bộ keycap này cũng khá là cute và nó dùng chuẩn XDA cho nên là nó sẽ hơi phẳng. Bộ này thì có phông chữ to tròn khá là đẹp. Đây, với cái những bộ XDA này thì cái keycap của nó làm cũng khá là dày và nó sẽ hỗ trợ được nhiều layout, cho nên là mình sẽ sử dụng bộ này. Vì có một số bộ thì nó sẽ không có hỗ trợ những cái layout dị như là 98 hay là 68 vân vân. Ok, mình sẽ lắp vô cho các bạn xem thử nha. Ok, như vậy là mình đã lắp xong bộ keycap Panda lên trên chiếc cái bộ kit này rồi. Thì như các bạn thấy cái màu đen nó khá là tương phản, tuy nhiên thì nó lại cực kỳ hợp với lại cái bộ keycap Panda như thế này. Đó, nhìn khá là cute đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể key map lại toàn bộ cái bàn phím này, tức là mình có thể tùy chỉnh lại các cái nút, chức năng của các nút đấy. Và để sử dụng không dây thì chúng ta gạt sang Bluetooth và chúng ta sẽ ấn 1, 2, 3, tức là sẽ có 3 thiết bị để kết nối qua Bluetooth.
Em này còn có thể sử dụng 2.4G và dùng cái đó thì nó cực kỳ là ít tốn pin. Và nếu như các bạn cắt led và sử dụng 2.4G và với cục pin 8000 này thì các bạn xài có lẽ là mút mùa. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe qua cái tiếng gõ, và tất nhiên các bạn lưu ý đây là stock nhé, tức là chưa có mock lại stop cũng như là chưa có loop switch, tất cả đều là stock hết. Thì đây sẽ là cái âm thanh mà các bạn nghe được khi mà chúng ta sử dụng cái bộ kit này và chưa hề có kết tôm nhé. Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về cái bộ kit này. Thì các bạn thấy đấy, cái cảm giác gõ của nó khá là ngon. Nhất là những step này thì tuy rằng sẽ có một số nút nó vẫn sẽ chưa được ngon lắm. Nhưng tổng thể thì nếu mà so với stock mà nó đã được như vậy thì là quá ngon rồi. Nếu mà các bạn muốn ngon hơn nữa thì các bạn có thể mở ra, móc lại một chút nữa là ok. Như vậy tóm lại thì với cái bộ kit này chúng ta sẽ được những gì? Đầu tiên đó là layout 98, một cái bộ khung smog khá là thời thượng. Đồng thời chúng ta sẽ có 3 chuẩn kết nối rất chi là tiện dụng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái cục pin to 8000mAh mà không phải là cái bàn phím nào cũng có hỗ trợ cái pin như thế đâu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ được hỗ trợ tận răng với những cái ví dụ như lót foam PVC hay là lót foam đáy đều có hết. Đặc biệt là những strap này thì cũng đã được mock sơ qua, tức là pre-loop rồi, và đã có cắt chân làm phẳng rất là đẹp. Với tầm giá chỉ khoảng 1.500.000 thì các bạn thấy có hợp lý hay không? Theo mình thì nó rất là ngon đối với những bạn nào đang tìm kiếm một em layout 98 như này mà lại không dây, thì đây là một cái quyết định cực kỳ ngon. Về cách build thì các bạn cũng có thể lựa những cái switch khác, ví dụ thiên về blue hoặc là tactile vân vân, đó tùy sở thích của mình, kể cả keycap nữa đó. Ok, về mọi cái thắc mắc của sản phẩm thì các bạn có thể inbox mình trên fanpage nhé để được hỗ trợ. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả, hoặc là các bạn có thể gọi hỏi trực tiếp trên phần comment nhé. Ok, như vậy là mình đã review xong rồi. Các bạn có ý kiến gì hoặc là có thắc mắc gì thì có thể comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại.